Theo một báo cáo mới đây, Campuchia đã nhận được hàng tỷ đô la Mỹ từ các khoản đầu tư của Trung Quốc để phát triển kinh tế trong suốt thời gian qua. Điều này khiến Campuchia tỏ ra tự hào và bắt đầu thể hiện thái độ kiêu ngạo với Việt Nam. Thậm chí nhiều cư dân mạng Campuchia còn tin rằng trong vòng 10 năm tới, đất nước của họ sẽ vượt qua Việt Nam và trở nên hùng mạnh hơn nhiều so với người láng giềng. Một số người thậm chí còn cho rằng khi đó Việt Nam chỉ có thể chạy theo nhặt dép cho Campuchia tuy nhiên những tuyên bố này đã trở thành một trò cười khi mới đây một trang tin uy tín của đài loan nổi tiếng với các đánh giá độc lập đã có một bài viết vả mặt campuchia một cách thẳng thừng liên quan đến vấn đề này cụ thể tác giả bài viết đã đưa ra những nhận định về campuchia và việt nam đồng thời lên tiếng binh vực việt nam trước sự tự tin thái quá của campuchia chi tiết về nội dung của bài viết này sẽ được chúng tôi mang đến trong video hôm nay nhưng trước khi đi vào phần chính, đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh nhé. Bài viết của tác giả Lưu Thiếu Hoa được đăng tải trên một trang tin của Đài Loan không lâu trước đây đã phản ánh về sự khác biệt trong quá trình phát triển giữa Việt Nam và Campuchia. Với tiêu đề: Quá lười biếng, quá ngu ngốc và kém hiệu quả, một sự phản ánh văn hóa vào Campuchia và Việt Nam. Nội dung của bài viết đề cập đến những điểm đáng chú ý sau: khi bước ra khỏi trạm hải quan, tác giả cảm thấy mình như bước vào một vùng đất hoàn toàn khác tại Việt Nam. Ở đó, người dân bán đồ ăn dưới những tán cây xanh và có những chiếc xe buýt chờ đón khách lên xuống. Cảnh quan thiên nhiên dọc đường ở Việt Nam có nhiều nét tương đồng với Campuchia, nhưng con người lại rất khác biệt. Cuộc sống tại Việt Nam sôi nổi và nhộn nhịp, mang không khí hối hả mà tác giả cảm thấy gần gũi với Đài Loan hoặc miền Nam Trung Quốc hiện nay. Sau khi di chuyển thêm 2 giờ đồng hồ, tác giả và đoàn đã đến được thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đường dài 100 km không quá xa nhưng chỉ mất 2 tiếng di chuyển tại Việt Nam, trong khi để di chuyển cùng quãng đường đó tại Campuchia lại mất đến 5 tiếng. Sự chênh lệch về thời gian này đã cho thấy rõ sự khác biệt về hiệu quả kinh tế trong việc đi lại giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Từ đó, tác giả rút ra kết luận rằng để phát triển kinh tế, hệ thống đường cao tốc là một yếu tố quan trọng cần được đầu tư và phát triển việt nam là một quốc gia có chiều dài lớn và việc vận chuyển hàng hóa từ bắc vào nam chủ yếu dựa vào hệ thống đường bộ tuy nhiên cũng có sự hỗ trợ từ tàu hỏa và các chuyến bay so với campuchia đường cao tốc bắc nam chính của việt nam thực sự rất thẳng và thông thoáng với lượng xe tải lưu thông thường xuyên trong khi đó ở campuchia nhiều con đường được xây dựng nhờ viện trợ tài chính hoặc vốn vay từ các quốc gia như pháp liên xô và gần đây là nhật bản các con đường này tập trung chủ yếu quanh thủ đô Phnom Penh, tỏa ra các tỉnh lân cận. Tuy nhiên khi lái xe qua vùng nông thôn Campuchia, bạn sẽ gặp phải nhiều đoạn đường rất gồ ghề. Đôi khi bạn bất ngờ thấy một đoạn đường bê tông đẹp mắt nhưng chỉ dài khoảng 10 mét. Chính sự tham nhũng tràn lan đã khiến Campuchia chỉ còn lại ngân sách đủ để xây dựng những đoạn đường ngắn như vậy. Tuy nhiên ở Campuchia cũng có những người giàu có thích quét dọn trước cửa nhà của mình và họ thường xây dựng những đoạn đường đẹp ngay trước ngôi nhà của họ coi chúng như phần mở rộng của ngôi nhà bê tông cốt thép của mình. Thực tế cho thấy trong vài năm qua, sự chênh lệch giữa Campuchia và Việt Nam ngày càng trở nên rõ rệt nếu nhìn vào sự khác biệt trong hệ thống đường cao tốc hiện có. Dẫu vậy, thái độ thực dụng của người dân hai nước lại có những điểm khác biệt rõ ràng. Khi mua sắm tại Việt Nam, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy người bán hàng rất quan tâm và nhiệt tình cố gắng để bán được hàng cho bạn tuy nhiên ở campuchia hầu hết người bán hàng lại có cách tiếp cận khác họ thường để bạn tự do xem xét và lựa chọn mà không thúc ép dù bạn có mua hay không họ cũng không quan tâm nhiều trong khi người việt nam có tinh thần kiếm tiền bằng cách tận dụng mọi cơ hội từ khách hàng bao gồm cả khách trung quốc thì người campuchia lại không như vậy chính tinh thần này đã giúp việt nam nhanh chóng vượt qua campuchia điều này cũng khiến các doanh nhân đài loan không thể chịu nổi sự lười biếng và kém hiệu quả của người Campuchia. Họ đã chuyển hướng sang Việt Nam, nơi có lực lượng lao động chăm chỉ, sẵn sàng làm việc hết mình và không ngừng học hỏi để phát triển. Điều khiến tôi ấn tượng nhất về Việt Nam là hình ảnh các tài xế trên đường, dù lái xe lớn hay nhỏ, dù có xe phía trước hay không, họ vẫn bấm còi một cách ngẫu nhiên ở mọi nơi và mọi lúc như thể họ đang bực bội với nhau. Ngay cả những người điều khiển xe ba bánh, dù không có còi cũng tham gia bằng cách bấm chuông để hỗ trợ việt nam thực sự là một nơi không ngừng nghỉ dù tốt hay xấu mọi thứ ở việt nam đều tạo ra một động lực tích cực so sánh với campuchia đất nước này giống như một xã hội vẫn còn trong giai đoạn tiền công nghiệp mặc dù họ mong muốn phát triển nhưng tốc độ thay đổi trong lòng người dân vẫn không thể theo kịp có lẽ vì hiệu suất làm việc thấp campuchia giữ được vẻ cổ xưa và sự chậm chạp truyền thống của mình Campuchia cũng không chịu khuất phục trước xu thế hiện đại hóa và tính hiệu quả mà thực dân Pháp đã áp đặt. Minh chứng là vào năm 1943, khi nhà quản lý thuộc địa Pháp, Georges Gautier tuyên bố ý định muốn thay thế bảng chữ cái gồm 47 ký tự của Campuchia bằng hệ thống chữ Latin nhằm tăng hiệu quả trong việc ban hành các văn bản hành chính. Tuy nhiên, người Campuchia, đặc biệt là giới sư sãi Phật giáo, đã xem đề xuất này là một sự vi phạm nghiêm trọng đến truyền thống. Bởi lẽ trong xã hội truyền thống Campuchia, các nhà sư đóng vai trò quan trọng trong giáo dục và nhiều kinh điển cổ xưa chỉ có họ mới có thể hiểu và truyền lại. Do đó, khi quân đội Nhật Bản đánh đuổi chính quyền thực dân Pháp và vua Sihanouk tuyên bố độc lập theo yêu cầu của chính phủ Nhật Bản, đồng thời đổi tên nước từ phiên âm tiếng Pháp, Cambodge, sang cách phát âm tiếng Campuchia. Một trong những hành động đầu tiên của chính phủ Campuchia sau khi giành độc lập là hủy bỏ lệnh cải cách chữ viết mà người Pháp đề xuất. Trong khi đó, Việt Nam lại có một hướng đi khác, hướng tới sự hiệu quả. Quốc gia này đã từ bỏ hệ thống chữ Hán truyền thống và chuyển sang sử dụng chữ quốc ngữ, hệ thống chữ La Mã từ thế kỷ 17. Trong thời kỳ thuộc địa để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao tiếp. Điều này đã biến Việt Nam thành một quốc gia không còn hệ thống chữ viết truyền thống, nhưng đồng thời lại mang đậm tính hiện đại và làm việc hiệu quả hơn. Trở lại Campuchia, hầu hết các ngôi làng ở đây, bao gồm cả thủ đô Phnom Penh, đều có nhiều đền chùa với quy mô khác nhau. Trường học ở nông thôn thường được xây dựng cùng với các ngôi chùa Phật giáo. Một vị sư già cho biết, phần lớn các nhà sư đã đi tù trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là trẻ em. Dưới thời Khmer Đỏ, Campuchia là quốc gia có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất Đông Nam Á một số tổ chức quốc tế thậm chí còn hợp tác với các ngôi chùa để tiếp nhận và chăm sóc bệnh nhân hiv hoặc trẻ mồ côi theo đó những ngôi chùa này giống như những trại trẻ mồ côi lớn ở vùng nông thôn campuchia nơi chứa đựng những linh hồn đau khổ của đất nước tại đây tôi dường như nhìn thấy một mô hình thu nhỏ của lịch sử campuchia nói cách khác chính sự thịnh vượng của phật giáo nguyên thủy đã dẫn đến sự gia tăng các ngôi chùa trên khắp đất nước nhiều năm nội chiến đã biến các ngôi chùa trở thành nơi tạm trú cho người dân định cư và sinh sống. Khi kỷ nguyên khủng bố và di rời kết thúc, sự hút của phát triển kinh tế đã khiến một số tu sĩ trẻ xuất hiện với mong muốn từ bỏ truyền thống và theo đuổi một tương lai kinh tế hơn. Những tu sĩ trẻ mà tôi gặp không có ý định nghiên cứu kinh sách, thay vào đó họ chỉ nghĩ đến việc học tiếng Anh và máy tính suốt ngày. Họ nói với tôi rằng nếu có cơ hội học những kỹ năng khác, họ sẽ không chọn trở thành nhà sư giống như những thay đổi tôn giáo mà đất nước này đã trải qua một đợt truyền giáo quốc tế mới hiện đang đổ về campuchia truyền bá những niềm tin mới về cơ đốc giáo công nghệ kinh tế và phát triển ngay cả các tu sĩ cũng muốn tham gia vào làn sóng tin lành này tuy nhiên sau khi làn sóng phát triển kinh tế lan rộng từ phnom penh đến các vùng nông thôn những gì còn lại chỉ là cái bóng của sự phát triển vùng nông thôn campuchia vẫn mắc kẹt với những vấn đề đã từng tồn tại vào những năm 1950 ở Đài Loan, cuộc sống ở vùng nông thôn vô cùng khó khăn, đặc biệt là do lũ lụt thường xuyên xảy ra vào mùa mưa, khiến người dân rơi vào cảnh khốn khổ. Do đó, một lượng lớn dân cư nông thôn đã di cư đến phần nông tình để tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Trong số này, những người trẻ tuổi có cơ hội làm việc trong các nhà máy, trong khi những người không còn lựa chọn nào khác thì buộc phải sống ngoài đường, ăn xin hoặc trộm cắp. Nhiều cô gái nông thôn còn bị bọn buôn người bắt cóc để trở thành gái mại dâm tại Phnom Penh hoặc thậm chí bị đưa sang Thái Lan. Tôi đang làm việc tại Noliang gần sông Mekong và cảm thấy bất lực khi chứng kiến hai cô gái vị thành niên trong một gia đình mà tôi thường thăm viếng đã mất tích. Gia đình này cho biết hai cô gái được giới thiệu đến làm việc trong một xưởng may ở Phnom Penh. Tuy nhiên khi tôi trở về Phnom Penh không tìm thấy dấu vết của cái gọi là xưởng may đó. Fabio người thường xử lý các vụ bắt cóc và buôn bán trẻ em tại trại trẻ mồ côi Lít Xùi, cho biết rằng câu chuyện về công việc trong các xưởng may ở Phnom Penh chỉ là một chiêu trò phổ biến mà bọn buôn người dùng để bắt cóc các cô gái trẻ từ vùng nông thôn. Thực tế, nhiều bậc cha mẹ ở nông thôn biết rõ về những rủi ro này. Nhưng vì mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói, họ nhắm mắt làm ngơ và để cho con cái xa chân vào cạm bẫy. Đây là một vấn đề mãn tính và phổ biến tại các vùng nông thôn nghèo ở Campuchia, khi họ nỗ lực phát triển kinh tế trong suốt thời gian qua. Những gì mà tác giả bài viết đề cập không hề sai, mức độ hữu dụng và chất lượng hạ tầng giao thông của Việt Nam luôn được Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF xếp hạng cao hơn so với Campuchia suốt nhiều năm qua. Trong khi Việt Nam đã tận dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ Trung Quốc để phát triển các dự án do chính mình làm chủ, thì Campuchia lại để Trung Quốc tự do thao túng với các đặc khu kinh tế và những sòng bạc được xây dựng ngay trên lãnh thổ của mình. Tại đây, người dân Campuchia phải bán sức lao động để đổi lấy những đồng tiền ít ỏi, trong khi lợi nhuận khổng lồ thì chảy hết vào túi người Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc chủ nhân đất nước đã trở thành nô lệ cho ngoại bang, phải làm việc cực nhọc để phục vụ lợi ích cho nước ngoài. Tuy nhiên, phần lớn người Campuchia không nhận thức được vấn đề này, cũng như không thấy rõ những vấn nạn nghiêm trọng đang tồn tại trên đất nước của mình, bao gồm cả nạn mại dâm và buôn người đang ngày càng lan rộng tại các vùng nông thôn. Đây là kết quả của sự thịnh vượng giả tạo mà chính phủ Campuchia đang phô trương trước mắt người dân, đồng thời cũng là hệ quả tất yếu của lối tư duy chậm tiến, khiến người Campuchia bị mềm muội trước những kẻ nhân danh bảo vệ giá trị truyền thống nhưng thực chất lại bảo thủ giữ lấy sự lạc hậu một cách vô cùng cứng nhắc. Nguyên nhân chính khiến Campuchia bị Việt Nam bỏ xa không chỉ nằm ở yếu tố kinh tế mà còn xuất phát từ chính đặc điểm của người dân nước này họ thiếu sự siêng năng và chăm chỉ trong công việc, không giỏi trong việc tính toán và quản lý kinh tế. Hơn nữa, họ không có tinh thần cầu tiến, không nỗ lực trau dồi bản thân như người Việt Nam. Trong tình trạng này, việc Campuchia có thể bắt kịp Việt Nam hiện tại là điều khó khăn, chứ chưa nói đến việc vượt qua đất nước hình chữ S. Dù có nhận thêm nhiều tỷ đô la hỗ trợ từ Trung Quốc, Campuchia có thể vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí còn có nguy cơ tụt lùi. Như chúng ta đã biết, Kênh đào Phú Nam Tích Chu nếu được xây dựng sẽ gây ra những tác động tiêu cực đối với đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam trên nhiều phương diện khác nhau. Ví dụ nó có thể làm tình trạng xâm nhập mặn trở nên nghiêm trọng hơn, gây ra thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô, đồng thời làm biến đổi môi trường sinh thái và góp phần vào việc gia tăng biến đổi khí hậu trong khu vực. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng kênh đào Phú Nam Tích Chu sẽ đặt ra những thách thức lớn cho Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề này. Tuy nhiên, thực tế không chỉ việt nam phải đối mặt với những thách thức khó khăn thủ tướng hun sen và campuchia cũng đang đứng trước một thử thách lớn liên quan đến kênh đào này cùng với việt nam vậy tại sao lại nói như vậy hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết được đăng tải gần đây trên trang sputnik nhưng trước khi đi vào nội dung chính đừng quên nhấn nút like chia sẻ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh giúp kênh phát triển hơn mỗi ngày bạn nhé